Chào mọi người à, lại một cái ngày nữa chúng ta lại gặp nhau. Hôm nay thì thị trường làm cho mọi người khá lo lắng đúng không? Người nào cầm tiền thì lại đang rất là xoa tay múa chân muốn chờ những điểm bắt, còn cái người nào mà đang lỡ ôm hàng quá nhiều ngày thứ sáu vừa qua thì hôm nay lại khá lo lắng. Nhưng mà thôi, cái nhiệm vụ của mình ngày hôm nay thì không phải là để lên an ủi hay là để làm gì đó. Chúng ta thì lại có cái ý tưởng để chúng ta cùng làm việc với nhau. Đó là một cái con ngân hàng mà khá là tốt trong thời điểm này, khi mà thị trường đang rất là eo xèo, mà một bên nó là một ngựa nó chuyển lên. Thế chúng ta có thể kỳ vọng được gì với con VIBank này? Đầu tiên là về mặt tin tức á, thì VIBank đang được một số cái tin hành lang là mọi người đang muốn là nó đang nghe là nó là có một cái 10% à 10% cổ tức bằng tiền mặt. Và với cái cổ tức bằng tiền mặt thì mọi người khá là hào hứng, à, khá là hào hứng, nó sẽ tốt hơn là mọi người chúng ta người Việt Nam mà nhận thức là tiền tươi thấp thật hơn là chi giấy đúng không? Thì VIBank thì hiện tại là đang có cái thông tin đó, cho nên khá là mạnh, à, khá là mạnh. Và với cái tin này vào cuối tháng 10 á, thì nếu những ai đang nắm VIBank á, thì target của họ đặt ở đâu được? Đối với mình, nếu mà tin này vào còn khoảng đâu đó thì tôi đang kỳ vọng VIBank sẽ ra tin này vào cuối tháng 10. Thì đó target của con VIBank chúng ta hoàn toàn có thể là nếu ai đang nắm ở những vùng giá 21 rồi 21.5 này nọ nha, 21.5 năm này nọ, thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng VIBank lên được tới vùng giá 25. À, vùng giá 25 là có thể là nó sẽ tích lũy, nó sẽ đi lên, nó sẽ tích lũy này nọ và nó sẽ có được cái target, à, target ở trong vòng 2 tuần tới là vùng giá 24.5 tới 25. Tuy nhiên ở trong quá trình này nếu mà nó gặp những cái kháng cự, ví dụ như là vùng giá 22.8 hay 29 thì nó sẽ có những cái rung lắc. Mà nếu giống như ngày mai đó, ngày mai nếu mà thị trường có một cái sự mà gọi là hơi hoảng hoảng gì đó thì thậm chí con này nó có thể có điều chỉnh. Thì những nhịp điều chỉnh thế này là cơ hội của VIBank. Mục tiêu cần bây giờ tới cuối tháng khi mà nó đạt được cái mục tiêu là nó ra cái tin là cổ tức, thì bây giờ tới cuối tháng chúng ta còn tới gần 2 tuần nữa. Thì trong những cái lát cắt ngắn hạn chúng ta hãy tìm những điểm vào VIBank nếu mà ai đang chưa có nó. Vùng mà test lại đẹp với VIBank là vùng giá 22 nha. Nếu mà test lại 22 chúng ta hoàn toàn có thể là chúng ta vào hàng được với VIBank. Thậm chí là anh chị nào đang có hàng ở vùng giá 21 rồi thì 22 chúng ta cũng có thể gia tăng được liền. Và mục tiêu chúng ta đó là vùng 24.5 cho tới vùng 25. Đó là mục tiêu của VIBank trong giờ tới cuối tháng. Nếu mà đạt được mục tiêu này thì khả năng là chúng ta sẽ nên chốt ạ nha. Bởi vì kỳ vọng cái gì thì chốt vì cái đó. Rồi, ok, chúng ta có hai góc nhìn, một góc nhìn là về tin tức và kỳ vọng, một góc nhìn thứ hai đó chính là về phân tích kỹ thuật, đó là vùng đỉnh cũ và xu hướng của VIBank bây giờ tích lũy khá là tốt ở cái khung đồ thị là đồ thị tuần rồi. Thì bây giờ nó chỉ cần thêm thị trường ổn định thêm một thời gian nữa thôi. Trong những nhịp rung lắc tới mà thị trường ổn định, nó test được ổn định tích lũy mà vừa được đỉnh thì đâu đó chỉ trong vòng 1 2 tuần thôi thì có thể đã trùng khớp được với vừa cả cái target về kỳ vọng tin tức mà cả cái target trên đồ thị kỹ thuật là cái vùng đỉnh cũ khung tuần. Vậy thì chúc anh chị thành công, đơn giản vậy thôi. Hẹn gặp lại các anh chị ở một cái ý tưởng nào đó khác và hy vọng là chúng ta sẽ được trao đổi nhau nhiều hơn. Nếu mà anh chị nào có cái ý kiến gì, có cái ý tưởng gì hay là có những cái quan điểm gì để phân tích thêm thì có thể chia sẻ cho mình với nha. Rất là cảm ơn được mọi người quan tâm. Hẹn gặp lại mọi người với ý tưởng lần tới nữa. Peace.